Mùa hè là mùa của rất nhiều loại trái cây có vị chua ngọt hấp dẫn và không thể không nhắc đến quả mận miền Bắc, không chỉ giòn vị mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Quả mận thường được hái vào mùa hè. Từ tháng 4 trở đi là vào mùa mận chín, nhắc đến mận chấm muối ớt, ít người từ chối được sức hấp dẫn này. Đặc biệt là với các bà bầu còn ăn để giảm nghén. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ăn mận sẽ không tốt cho em bé. Vậy bà bầu có ăn mận được không? Mận hay mận miền Bắc thuộc nhóm trái cây tốt cho phụ nữ mang thai vì chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm folate, kali, phosphor, magie, canxi, vitamin C chất xơ. Tuy nhiên, theo các nhà dinh dưỡng, mận có liên quan đến quá trình hình thành sỏi thận và những người phụ nữ có vấn đề về thận cần phải tránh. Phụ nữ mang thai được khuyến nghị nên ăn 400-560g hoa quả tươi mỗi ngày. Hai quả mận có thể cung cấp cho bạn khoảng 80g hoa quả cho khẩu phần. Khi mang thai, phụ nữ có thể ăn 150-200g mận tươi, tức là khoảng 5-6 quả mỗi ngày. Bạn có thể ăn quả hoặc ép một cốc nước mận tươi. Ngoài ra, mận cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho bà bầu. Duy trì mức đường huyết. Trong quá trình mang thai, bà bầu có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ. Vì vậy, để hạn chế nguy cơ này, bạn nên lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát mức đường huyết. Mận là một loại quả như vậy, giúp giảm táo bón. Phụ nữ mang thai bị táo bón do thay đổi nội tiết tố, ít hoạt động thể chất hoặc do tác dụng phụ khi bổ sung vi sắt. Uống nước ép mận có thể điều trị táo bón nhờ vào hàm lượng chất xơ phong phú. Cải thiện sức khỏe xương. Mận có thành phần dinh dưỡng chứa nhiều canxi nên giúp cải thiện sức khỏe xương của người mẹ. Giảm thiểu nguy cơ sinh non. Thiếu vitamin C trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai có thể làm tăng nguy cơ vỡ ối sớm. Mận thuộc nhóm thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp giảm thiểu nguy cơ này. Ngoài ra, hàm lượng magie dồi dào trong quả mận cũng giúp thư giãn các cơ, làm giảm tình trạng co thắt tử cung và giảm nguy cơ sinh non. Hỗ trợ hấp thu sắt. Khi mang thai, mẹ thường được uống bổ sung viên sắt để tăng cường khả năng hấp thụ sắt dễ dàng hơn. Mẹ có thể sử dụng nước ép mận kèm theo vì hàm lượng vitamin C trong mận khá phong phú. Tuy nhiên, bà bầu cũng nên lưu ý khi ăn mận. Mận có chứa oxalat và nên tránh sử dụng trong thai kỳ nếu bà bầu đã hoặc đang bị sỏi thận. Nên ăn mận đỏ và chín. Ăn quả mận xanh, chua có thể khiến bà bầu bị xót ruột nếu ăn nhiều. Đặc biệt không nên ăn lúc đói có thể ảnh hưởng đến dạ dày. Tốt nhất là bà bầu nên ăn hoa quả, trong đó có mận ít nhất 1 giờ hoặc 2 giờ sau bữa ăn, bởi vì chất xơ có trong trái cây sẽ giúp giảm hấp thu đường đơn, do đó làm giảm chỉ số đường huyết của thực phẩm. Như vậy, nếu bạn đang mang bầu, không bị bệnh sỏi thận thì đừng ngại thưởng thức những quả mận tươi ngon, mọng đỏ, bởi trong thành phần có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe mẹ nhé.